Vừa đẹp vừa thơm nha. Hello các bạn, hiện tại Huy đang đi lên showroom Yamaha chính hãng của Yamaha Moto Việt Nam là xe mô tô phân khối lớn á. Địa chỉ này nó nằm ở số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Huy đang đi lên rồi quay cho các bạn coi trong cái showroom này nó có cái gì. Let's go. Ok, Huy đã vào được ở trong showroom rồi. Thì đầu tiên mới bước vô là nhìn thấy một cái con này rất là kinh khủng. Đây, chắc là nhiều người đang là mong chờ nó lắm. Để Huy quay cho các bạn coi. Đó. Các bạn biết xe gì chưa? biết xe gì chưa? Quay gần lại nè. Đây. Ồ, đèn quá trời luôn. Trời ơi. Được rồi, để Huy đổi cái máy quay lại rồi Huy quay cho các bạn coi để các bạn biết xe gì nha. Hoa hậu của chúng ta đây các bạn ơi. Yamaha R6. Đời này là 2018. Ồ. Đời 2018 luôn các bạn. Rất là đẹp, để Huy quay một vòng xung quanh cho các bạn coi nha. Coi cái mặt nó nè. Đẹp kinh khủng chưa? Trời ơi. Chết rồi. Ông nào đang đợi R6 về chắc pha này là mất ngủ luôn. Đó, cái mặt nó Huy cảm giác như cái mặt nó còn ngầu hơn con R1 á. Để Huy đi một vòng xung quanh chiếc xe cho các bạn coi nha. Đẹp quá. À, đồng hồ giống R1 của Huy luôn á. Đuôi nó cũng giống R1 nữa nè. Thấy chưa? Các bạn thấy cái đuôi nó giống R1 không? Mâm này vẫn giống R6 cũ nha các bạn. Mâm này là không có giống R1, mâm giống R6 cũ nha. Rồi xong. Có quýt ship luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Có quýt ship luôn nha. Quá đẹp. Các bạn có thích chiếc R6 này không? Có muốn Huy mượn để quay clip cho các bạn coi không? Mượn được đó nha. Nếu mà các bạn muốn Huy mượn được thì các bạn phải ủng hộ clip này cho Huy đi. Like rồi đăng ký kênh của Huy để theo dõi những video tiếp theo đi. À, nếu mà Huy làm clip này về chiếc xe này thì là chắc chắn là người đầu tiên làm luôn. Tại vì xe này hiện tại chưa ai bán. À, cho nên là để mượn được thì khó lắm. Mà nếu mà làm được thì quá đã luôn rồi. À, đẹp quá trời đẹp. Còn nó nghiêng qua nó nhìn Huy kìa. Chắc nó đòi hung nó đó, để hung nó. Vừa đẹp vừa thơm nha. Đó, thấy chưa? Gặp xe đẹp là phải dê. Chịu cũng được đâu các bạn ơi. Đó, các bạn có thể thấy nổi bật nhất là ba con xe đang dựng ở trong showroom ha. Yamaha MT09. Còn con XSR900 thì mất nết, đang quay cái đít lại. Đằng xa xa là hoa hậu của lòng Huy, Yamaha R6. Ngoài ra trong cái showroom á thì các bạn cũng nhìn thấy ha, được trang trí tông màu chủ đạo là màu xanh của nhà Yamaha. Ngoài ra nó còn có những cái khu trưng bày phụ kiện của xe mô tô nè. Ê, phụ kiện của người đi mô tô nè. À, có HJC RFA 11 nè. Mười mấy triệu các bạn, RFA 11. Mấy cái này thì nó không bán đâu, nó chỉ trưng bày thôi. Để cất lên lại. Đẹp không? Bán làm vì mua rồi. Bên này là đồ đạc phụ kiện của Yamaha XSR900 nè. Đó, các bạn thấy tông cổ điển không? Áo khoác, túi da nè, nón 3/4 rồi nè. À, bên đây có đồ bình thường nè, có nón, đồ Rossi rồi, giày rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Áo khoác đi bình thường nè. Để Huy lấy cái nón Huy đội lên thử coi, đẹp quá. Huy rất là thích cái nón này nhưng mà đồ đang ta không có bán, ổn quá, bán là được lắm luôn á. Đó, con này là đi bán vé số là hết bài luôn. Có cái nón này đẹp lắm nè. Này. Đó, mấy cái nón này tại sao không bán, trời, bán là Huy mua liền. Nếu mà được tặng nữa thì càng tốt. Cái khu showroom của Yamaha hiện tại nó nhỏ lắm các bạn, chỉ khoảng cỡ 40 mét vuông thôi. Thì nó nằm trong cái showroom của xe Yamaha chính hãng, kể cả xe lớn xe nhỏ luôn. Địa chỉ ở đây là 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì có hai mẫu xe đã bán rồi, đó chính là Yamaha MT09 bán với giá
299 triệu, còn XSR900 á là bán với giá 320 triệu, còn con R6 kia chưa biết bán với giá bao nhiêu, nhưng mà nói chung là cứ chuẩn bị tiền đi, đã đem về rồi thì không sớm thì muộn thôi à. Ok các bạn, Huy đã mượn được một đống chìa khóa của mấy con xe ở đây rồi nè. Bây giờ Huy sẽ lấy chìa khóa mở thử chiếc R6 lên cho các bạn coi nó lên đèn, lên đồng hồ như thế nào ha. Mở chìa khóa lên cho các bạn coi. Nó chắc nó đồng hồ nó giống R1 Huy lắm các bạn ơi. Đồng coi đồng hồ nha. What? Sao mở không được? Hay là phải mở bằng chì đỏ ha? Chì đỏ mở. Rồi xong fail rồi. Không biết sao mà gắn chìa khóa đề nó lên, chắc là chưa có câu bình thôi. Ngắm nó tạm thôi, khỏi câu bình đi ha. Giờ Huy sẽ để cái máy quay ở phía bên kia rồi Huy ngồi lên Huy ướm đồ thử để cho các bạn thấy được chiếc xe nó to nó cao như thế nào. So với R1 của Huy thì chắc nó cao hơn. Nãy Huy có ướm thử rồi, to thì không bằng đâu, nhỏ gọn hơn nhiều lắm. Tay lái thì thấp hơn của R1 của Huy á. Chắc cũng xem cỡ cá chê trong ít đâu. Giờ Huy để cái máy quay đằng kia rồi Huy ngồi lên. Đây, Huy ngồi lên rồi nè. Các bạn thấy Huy nhón vô, Huy đang chống hai chân nha. Chống một chân thì khỏe rồi. Ô tô Huy cao 1m73 thì ô tô đa số bây giờ Huy chống một chân đều được hết, không có chiếc nào khó. Tròn cũng khá là tròn luôn á, không phải chuyện chơi. Các bạn có thấy chân Huy không? Để hai chân này thì nhón. Cảm giác nó vẫn có tức hai bên đây nè. Hai bên cái sườn chỗ đây nè, đó. Nó hai bên cái ốp này nó làm tức cái đùi mình, nó bằng cái đùi mình ra. Chứ nếu mà gọt cái này vô thì chắc ngồi cũng thẳng chân xuống bình thường không sao hết. Tiếc là Huy không có bật chìa khóa lên được để cho các bạn coi đèn đồng hồ nó như thế nào. Tự nhiên cắm vô cái mở lên không được quê xệ quá trời. Rồi có sẵn ở trong bình luôn nè, nghe róc rách nè. Nhẹ. Như đâu là 180 mấy ký á, Huy không nhớ. Ở đây cũng chưa có catalog của chiếc này, nãy giờ tìm hoài đọc không ra. Cuộc đời bất công. R6 thì nổ máy không được, chắc do chưa câu bình. Còn XSR900 với lại MT09 thì cắm chìa khóa vô mở được. Đây, chìa khóa của XSR900 thì sẽ cắm vô. Đồng hồ nó đẹp lắm á. Mở nè. Đó. Nha, để quay đèn phía trước của nó cho các bạn coi nè. Ồ, vẫn còn bóng halogen màu vàng. Chứ chưa được cái bóng LED. Ở đúng cổ điển mà. Rồi, tắt con này. Đồng hồ điện tử, đẹp quá trời. Rồi, qua mở con gì? MT09, khóa vô. Mở lên. Đó. Con XSR900 này mà màu xanh nữa rồi chắc đúng tông sực đông. Có một điều nãy giờ đặc biệt mà Huy không để ý thì ở tại đây đã có 3 mẫu xe rồi đúng không? Nhưng mà trong showroom á nó còn để hai cái bục xe. À, thì không biết là sắp tới sẽ có hai mẫu nào đây mà tại vì còn dư hai cái bục trống. Vậy là cuộc chơi mô tô phân khối lớn á đã có sự tham gia của tất cả các hãng rồi các bạn ha, đã có showroom rồi. Honda có, Yamaha có, Suzuki có nhưng mà chưa hình như chưa có bán. Ducati có, Kawasaki có từ rất lâu rồi. Triumph, Harley, Harley, KTM quá đã rồi. Bây giờ chơi mô tô ở Việt Nam là sướng. Lấy bằng thì bây giờ rẻ, không khó nữa. Xe thì tất cả các hãng cũng về rồi. À, có bán trả góp nữa. À, địa chỉ ở đây là 43 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn rảnh ghé qua chơi, chụp hình xe đồ. Con R6 này đẹp lắm. Nếu mà giá mà tầm cỡ 400 triệu thì thôi, xong, không nói nhiều. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ like video, đăng ký kênh Lê Gia Huy để theo dõi những video tiếp theo của Huy nhé. Xin chào.